Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai, 29 tháng 7, 2019. Đến với bản tin Hoa Tình Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng. Trong phần hai là bản tin tổng kết kinh tế tuần qua. Để mới đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin chọn lọc quan trọng đầu tuần. Tối ca Pháp viện Hoa Kỳ cho phép tài trợ xây bức tường biên giới của Tổng thống Trump. Tòa án tối cao Hoa Kỳ quyết định cho Tổng thống Trump có thể sử dụng 2 tỷ 500 triệu đô la quỹ quốc phòng để xây một phần của bức tường biên giới phía Nam. Tòa án phán quyết với tỷ lệ 5-4 để chặn phán quyết của một thẩm phán liên bang ở California cấm Tổng thống chi tiền cho bức tường. Bức tường ngăn Mỹ và Mexico là một trong những lời hứa lớn nhất của ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Ý tưởng này bị đảng Dân Chủ phản đối quyết liệt. Quyết định của tối cao pháp viện có nghĩa là số tiền này sẽ được sử dụng cho các dự án xây trường ở California, Arizona và New Mexico. Tòa án ở California đã lập luận rằng quốc hội chưa thông qua một cách cụ thể về khoản tiền để xây dựng bức tượng. Trong một tweet, Tổng thống Trump mô tả phán quyết này là một chiến thắng lớn. Hôm thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019, Hoa Kỳ và Guatemala đã ký một thỏa thuận. Theo đó, những người di dân từ Honduras và El Salvador đi qua Guatemala sẽ bị yêu cầu dừng lại và xin tị nạn ở đó trước, thay vì tiếp tục và cố gắng vào Hoa Kỳ. Phản ứng về phán quyết của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi nói, tối nay, phán quyết có tòa áo tối cao cho phép Tổng thống Donald Trump ăn cắp tiền Quân đội để chi tiêu cho một bức tường biên giới một cách lãng phí không hiệu quả vốn đã bị quốc hội bác bỏ là vô cùng thiếu sót liên minh tự do dân sự hoa kỳ quả tắc là aclu tuyên bố sẽ tìm kiếm một quyết định cấp tốc từ tòa phúc thẩm khu vực chính để ngăn chặn thiệt hại không thể đảo ngược và sắp xảy ra từ việc xây bức tường biên giới của tổng thống trump gloria smith một luật sư của nhóm môi trường, câu lạc bộ Syria đã kiện để chặn quỹ này nói, quyết định hôm nay cho phép chuyển tiền của quân đội cho xây dựng tường biên giới sẽ ngăn chặn và phá hủy các cộng đồng, vùng đất công cộng và vùng biển ở California, New Mexico và Arizona. Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đầu năm nay, nói rằng ông cần 6 tỷ 700 triệu đô la để xây dựng bức tường vì nó là một vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên, con số này là muối bỏ biển so với ước tính 23 tỷ Mỹ Kim chi phí cho một bức tường dài 2.000 dặm ở biên giới. Đảng Dân Chủ cho biết quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Trump vượt quá quyền hạt của ông theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Khoảng 20 tiểu bang cùng với các nhóm bao gồm Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ, ACLU, đã đệ đơn kiện để cố gắng và ngăn chặn Tổng thống sử dụng tuyên bố khẩn cấp để thông qua Quốc hội. Các nhóm môi trường cũng đã vận động chống lại việc xây dựng bức tường, tuyên bố rằng nó có thể có tác động tiêu cực đến động vật hoang dã. Hồi tháng 2, Quốc hội đã phê duyệt 1 tỷ 38 triệu Mỹ Kim cho việc xây dựng hàng rào dành cho người đi bộ dọc theo thung lũng Rio Grande ở Texas ít hơn nhiều so với những gì mà ông Trump muốn. Hạ viện cũng đang có nhiều động thái pháp lý để ngăn chặn việc lấy tài trợ tiếp theo cho dự án tượng. Điều gì đang xảy ra ở biên giới bây giờ? Theo nhà chức trách Mỹ, số vụ bắt giữ biên giới đã giảm 28% trong tháng 6. Sự sụt giảm này theo sao lượng bắt giữ kỷ luật giữa các trạm biên giới vào tháng 5, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Tình trạng di cư sụt giảm vào mùa hè, nhưng tháng 6 này cho thấy sự sụt giảm mạnh hơn so với các năm trước. Chính quyền Trump tuyên bố mức giảm này là do các chính sách mới với Mexico nhằm hạn chế di cư. Dự án người di cư bất tích của Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng đã có 170 người di cư chết hoặc mất tích ở biên giới Mỹ-Mexico trong năm 2019, bao gồm 13 trẻ em. Việt Nam mong Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ đóng góp quan hệ hai nước. Vấn đề được đặt ra tại sao Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa lên nắm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng ngày 19 tháng 3 năm 2018 thì Cộng sản Việt Nam im phăng phát. Mà ngày 23 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lên chức, thì Cộng sản Việt Nam kêu gọi, mong mỏi, hợp tác. Kính thưa quý vị, ông Mark Esper được Thượng viện Mỹ phê chuẩn ngày 23 tháng 7 để trở thành lãnh đạo ngũ giác đài. Bộ Ngoại giao Việt Nam hy vọng ông sẽ thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Việt Nam mong muốn Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp vào quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bình luận về tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong buổi họp báo vào chiều 25 tháng 7. Bà Hằng nói thêm, quan hệ đối tác toàn diện, việc Mỹ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Ông Mark Esper, cựu chiến binh, và nguyên chuyên viên vận động hành lang công nghiệp quốc phòng được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hôm 23 tháng 7 để chính thức trở thành lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Thượng viện bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo 90 trên 8 để chuẩn y đề cử của Tổng thống Donald Trump cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Mark Esper sẽ trở thành người đầu tiên chính thức đứng đầu ngũ giác đại kể từ khi ông James Mattis từ chức vào tháng Giêng vừa qua. Sau khi Thượng viện phê chuẩn, ông Trump cùng ngày cũng chính thức bổ nhiệm ông Esper. Lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra vào tối 23 tháng 7 tại phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ. Ông Esper sẽ nhận vào làm chủ ngũ giác đài giữa một loạt thách thức toàn cầu, bao gồm căng thẳng đang gia tăng với Iran sau một loạt vấn đề khó khăn ở eo biển Ormuz. Ấn Độ kêu gọi Iran giải phóng tất cả thủy hành đoàn sau khi chính người được thả. Bộ Ngoại giao Ấn Độ vào hôm thứ Bảy cho biết, Iran đã trả tự do cho chính thành viên thủy hành đoàn tàu chở dầu mang cờ Panama của nước này, đồng thời kháng cáo để thả ba thuyền viên còn lại. Theo Reuters, hàng chục thành viên thủy hành đoàn Ấn Độ trên các con tàu ở vùng Vịnh đã bị cuốn vào căng thẳng gia tăng giữa Iran và phương Tây tàu MT Riyadh đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Iran bắt giữ vào ngày 13 tháng 7 với 12 thuyền viên Ấn Độ trên tàu. Các thành viên phi hành đoàn của Nai đã được thả ra và họ sẽ sớm trở về Ấn Độ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ravich Kumar cho biết. Cho tới nay, vẫn chưa có lý do nào được cung cấp vì sao ba người còn lại chưa được phóng thích. Afghanistan sẽ không còn là điểm nóng của những kẻ khủng bố trong tương lai. Đặc phái viên của Tổng thống Trump cho biết, ông hài lòng với cam kết của Taliban trong việc ngăn chặn các tổ chức khủng bố quốc tế sử dụng Afghanistan làm căn cứ để thực hiện các cuộc tấn công toàn cầu. Một thỏa thuận thương lượng có thể dẫn đến việc Taliban gia nhập Hoa Kỳ để chiến đấu với phiến quân nhà nước Hồi giáo, những đối thủ ở miền núi phía Bắc Afghanistan. Thế giới cần chắc chắn rằng Afghanistan sẽ không phải là mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế. Đặc phái viên Zalmay Kalizas nói, ông là người sinh ra ở Afghanistan và là cựu đại sứ Mỹ tại Afghanistan. Chúng tôi hài lòng với cam kết mà chúng tôi đã nhận được từ Taliban về chống khủng bố. Trung Quốc, Triều Tiên, hai chủ đề nóng trong chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Mike Pompeo ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ tới Châu Á vào tuần tới để đàm phán chương trình nghị sự về hạt nhân giữa Washington và Triều Tiên đồng thời thúc đẩy Bắc Kinh về vấn đề thương mại, Đài Loan và Biển Đông. Ông Pompeo sẽ tới Thái Lan vào thứ ba, 30 tháng 7 để tham dự diễn đàn khu vực Asia, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhằm thảo luận về việc Triều Tiên phóng hỏa tiễn tầm trung trong tuần này và các hành động hàng hải của Trung Quốc. Ông Pompeo cho biết vào hôm thứ Năm rằng, ông kỳ vọng có thể nối lại các cuộc đàm phán xây quanh việc Triều Tiên tháo dỡ vũ khí hạt nhân và hỏa tầm xa. Cuộc đàm phán đã bị đình trệ nhiều lần kể từ khi mà hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Nam Anh sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.